Vâng, và xin được chào mừng bạn đến phần tiếp theo của DIC, đó chính là chúng ta cần biết được rằng bất cứ nhóm tính cách nào của chúng ta thì đều có ưu và nhược điểm. Và khi mà chúng ta biết được ưu và nhược điểm thì chúng ta cũng dễ dàng giao tiếp với họ, chúng ta cũng dễ dàng khuyến khích họ hay cũng dễ dàng mà tiếp cận họ để bán hàng. Và mỗi một nhóm tính cách nổi trội thì đều có ưu và nhược điểm khác nhau. Không có nhóm tính cách nào là hoàn toàn tốt và cũng không có nhóm tính cách nào hoàn toàn là xấu. Việc của chúng ta cần nhận diện ra rằng những nhóm tính cách nào tốt và những ưu thế của nó để chúng ta xây dựng đội nhóm, để chúng ta kết hợp với nhau và để chúng ta thấu hiểu được người khác. Và điều đầu tiên tôi muốn nói đến là nhóm D. Chính vì họ là người mạnh mẽ nên họ có một cái ưu điểm, đó là khi đặt ra mục tiêu thì họ sẽ nhanh chóng vượt qua mục tiêu này. Họ là người quyết đoán và không ngại rủi ro. Cho dù họ biết chắc rằng là ở bên kia có thể có một vài cái rủi ro nào đấy, nhưng ở bên đó đang là có mục tiêu của họ, họ vẫn sẵn sàng vượt qua. Ưu điểm của người nhóm D đó là họ là người mạnh mẽ, quyết đoán. Họ là người là sẵn sàng ra một cái quyết định để mà giúp người đỡ người khác. Họ cũng đó chính là người mà ở đó sẵn sàng đứng ra chịu trách nhiệm và nhận trách nhiệm trong công việc. Với họ, việc mà định tiên phong là việc tiên quyết trong cách thức họ làm. Nếu họ đã ra quyết định thì họ sẽ theo đuổi đến cùng. Và chính vì thế họ có những cái nhược điểm rất là lớn, đó là đôi khi họ đã không lắng nghe người khác. Cái thứ hai đó là họ sợ những cái sự lặp đi lặp lại trong công việc, đó là sự nhàm chán. Nếu như cho họ làm lại cái công việc nào đó, họ hoàn toàn không thể làm được và rất là khó chịu để họ làm điều này. Nên đôi khi họ hay cáu giận. Họ cũng là người mà bảo thủ trong cái quyết định của mình. Ngoài ra, những người nhóm đi là những cái người mà họ rất ít lắng nghe người khác, cũng không phải là người mà có thể truyền cảm hứng được cho người khác. Nên là trong đội nhóm, những người khác làm việc với những người nhóm đi này, đôi khi họ cũng rất là khó chịu khi mà chúng ta chỉ hoàn toàn tập trung vào mục tiêu. Trong nhóm tính cách đi, những cái người nhóm đi này họ có một cái nhược điểm nữa, đó là họ sẽ không thích, họ không thích nói những câu chuyện khác, họ không thích sự động viên ở trong này. Nên là sự cứng nhắc cũng là nằm trong những người nhóm đi. Và với cái ưu nhược điểm của nhóm đi này thì chúng ta cần phải biết rằng là chúng ta cần phải khuyến khích họ tập trung vào mục tiêu, hỗ trợ họ thúc đẩy trong công việc. Và khi bạn nắm được ưu nhược điểm của nhóm đi này thì bạn hoàn toàn có thể làm chủ trong cái mối quan hệ với người của nhóm tính cách đi. Và để biết các nhóm tính cách khác, ưu nhược điểm của họ, hẹn gặp lại bạn ở các video tiếp theo.